Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video clip ngày hôm nay thì em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Toyota Innova bản cờ xịn, có năm sản xuất 2007, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp, dung tích trên anh là 2.0. Vâng, một mẫu xe MPV, một mẫu xe đa năng kết hợp chạy gia đình và dịch vụ. Rất nhiều xe được bán tại Việt Nam. Một trong những mẫu xe MPV bán chạy ở Việt Nam. 7 chỗ ngồi rộng rãi, tiết kiệm xăng, máy móc bền bỉ. Chiếc xe này thì mang biển kiểm soát thủ đô, tư nhân chính chủ. Vâng, xe có kích thước chiều dài là 4m58 và chiều rộng là 1m77 và chiều cao thì là 1745 các bác nhá. Đấy, rất là cao. Khoang nội thất rất là rộng rãi. Ghế ngồi rất là thoải mái. Toyota Innova bản G 2007, tư nhân chính chủ. Vâng, chiếc Toyota đầu tiên được giới thiệu được bán tại Việt Nam là 2006. Và đến bây giờ thì 2021 rồi thì xe đã cải tiến rất là nhiều, form dáng đẹp hơn, tiết kiệm xăng hơn. Vâng, chiếc xe này thì có 3 phiên bản động cơ 2.0 máy xăng, 2.7 máy xăng và một động cơ 2.5 máy dầu, nhưng mà rất ít có ở Việt Nam, và một phiên bản 2.0 bản số tự động. Chiếc xe thì có mức tiêu thụ nhiên liệu đến thời điểm hiện tại là 11,4 lít đường hỗn hợp. Đó. Máy được trang bị máy cam kép DOHC, van biến thiên thông minh, phun xăng điện tử, phun xăng đa điểm các bác nhé. Chiếc này là bản G xịn, có 2 phiên bản, một bản G và bản G. Bản G thì sẽ không có la răng đúc 4 bánh, không có túi khí và không có điều hòa ba gian. Vâng, chiếc này thì có đầy đủ cả. Mẫu xe MPV, mẫu xe đa năng, la răng đúc 4 bánh, lốp lắp còn rất là đẹp này. Bề mặt lốp là 20,5 phân, rất đầy dày. La răng 15 inch, la răng đa chấu, la răng hợp kim nhôm. Bề mặt lốp thì cũng khá là dày này, khoảng 15 phân nha các bác nhé. Lốp Bridgestone, lốp xịn, lốp càng dày thì đi càng êm. Đó, VVTi. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 11,4 lít đường hỗn hợp và dung tích bình xăng là 55 lít. Tư nhân chính chủ. Đầu đài nguyên bản, vô lăng 4 chấu, vô lăng trợ lực lái bơm dầu, túi khí trên vô lăng, một túi khí trên vô lăng, nội thất ghế da thay mới sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhé. Hộp số 5 cấp, trần lì nguyên bản, điều hòa 3 gian. Toyota Innova bản G xịn. Cửa đóng rất êm nhá. Táp lô táp ly 4 cánh nhá. Chiếc xe này thì nhà sản xuất hướng đến sự rộng rãi, 7 chỗ rộng rãi luôn các bác này. Đấy, khoang để chân rất là rộng. Có cả bệ tí tay các bác này. Đó, các bác này, ngồi rất là thoải mái. Ngồi tựa mà khoảng cách đến ghế trước vẫn còn hơn 20 phân nữa cơ. Ồ, rất là rộng rãi. Hệ thống điều hòa 3 dàn. Chiếc xe này thì có hệ thống loa là 4 loa, giải trí cũng rất là hay. Đây là hộp đựng kính này. Điều hòa 1 dàn phía sau này. Một mẫu xe MPV đích thực, 7 chỗ ngồi, cũng phải 5+2 các bạn nhé.
4 của lốp tương đối là đều nhau nhé. Bánh lốp cũng rất là sâu. Toyota Innova bản xịn 2007, mang biển kiểm soát thủ đô Bắc Lào, Hà Nội, Sài Gòn thì không phải mất 20 triệu tiền biển. Đèn giải, đèn led, đèn phanh trên cao. Tất cả các hệ thống đèn của chiếc này là đều sử dụng công nghệ đèn halogen bóng tóc Wolfram, có độ bền 1000 giờ. Thiết kế cũng rất là gọn gàng, đầy đủ. Hỏng hóc thay thế thì rất là sẵn. Đó, 7 chỗ mà khoang để đồ phía sau còn khá là rộng, bằng gần như bằng một chiếc cốp của chiếc Kia Morning bác nhé. Xe được trang bị hai mắt cảm biến, gầm bệ chắc lịch. Đó. Đấy, hàng ghế này vẫn có thể chỉnh được lên xuống nữa các bác nhé. 7 chỗ, điều hòa 3 gian. Đấy, hệ thống đinh tán máng nước rất là ok luôn. Có mức giá đề xuất là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi, một mẫu xe đa năng kết hợp chạy gia đình và dịch vụ rất là ok. Dung tích bình xăng là 55 lít nhé. Đổ một lần đi rất là thoải mái. 11,4 lít đường hỗn hợp. Nội thất kế giá rất là sạch sẽ. Trang bị hệ thống 4 loa, âm thanh rất là hay. Điều hòa 3 dàn. Chiếc xe này thì có phanh đĩa và phanh đĩa ABS và túi khí. Đây là bảng tổng gương khí chỉnh điện. Đây là bảng táp lô đồng hồ các bác này. Đó. Máy lở đúng chất Toyota. Toyota. Đấy, vòng tua vọt lên qua 1000 vòng và bắt đầu giảm. Đầu CD. Thương cho ai chờ. Cắm USB thẻ nhớ. Điều hòa 2 chiều nhé. Xoay gương, xoay kính này, cảm biến lùi này. Chỉ có bản G mới khó thôi. Bản G thì sẽ không có cảm biến và xoay kính. Trang bị hộp số 5 cấp. Đó. Phanh tay rất là gọn gàng. Chỉ có cái điều là cái đến 2021 rồi thì cái cần số của Toyota Innova đã gọn gàng hơn, ngắn gọn hơn, đẹp hơn. Đấy, chủ xe đã độ lên khóa điện rồi này. Túi khí trên vô lăng 4 chấu. Ốp đô chuẩn 19, hơn 19 vạn. Dòng xe này thì điều hòa thì cực kỳ mát nhé. Điều hòa của Toyota thì không phải bàn. Cực mát, cực kỳ bền bỉ. Đó, chuyển động rất là êm này. Đó. Đây là hộp đựng kính này, chỉ có bản G mới khó được các bác nhé. Đấy, bản G có thể lắp vào thôi. Đó, phần xi nhan này. Gương kính chỉnh điện, phần gương thì phần gương, phần đèn em bao test cho các bác nhé. Hoạt động trơn tru đầy đủ. Điều hòa mát quá các bác. Một mẫu xe MPV đa năng. Được. 235 triệu đồng. Đấy, hệ thống cột kèo đinh bấm là zin nguyên bản các bác nhé. Không đâm va tai nạn gặp nước. Ốc bần này chưa giờ đụng đến cà lê mò lết này. Chiều cao là 1775, xe rất là thoáng. Gương đã ốp cái lốc mạ chrome, chân kính về mưa đầy đủ hết. Chỗ này là mở lắp bình xăng các bác nhé, hoặc là mở lắp cabo này.
Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần nạp không máy của chiếc Toyota Innova bản GC sản xuất 2007, phiên bản số sàn hộp số 5 cấp. Xe được trang bị động cơ nghe rất là lạ các bác này, 1TRMT, 4 xi nhanh thẳng hàng, dung tích xi nhanh là 2.0, trục cam kép van biến thiên, phun xăng điện tử, phun xăng trực tiếp, phun xăng đa điểm, tăng lạc ở vòng cua cao. So với động cơ SOHC không có van biến thiên thì dòng xe này nó tiết kiệm xăng hơn, nó tăng lạc và oxy ở khi vòng cua cao. Máy móc lổ rất là ok này các bác này. Van biến thiên PVTI này, van biến thiên thông minh 16 van nạp. Càng nhiều oxy thì hiệu suất lổ càng cao, giảm thiểu khí thải. Máy móc rất là khô ráo sạch sẽ. Còn đây là vụ xe ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng chú trên trường, hai bánh trước quá nhé. Đèn mát sản xuất này, đây phần này. Sau này có máy động cơ của dòng Toyota có chất liệu tốt nên máy móc rất là bền bỉ, hệ chuyển động cực kỳ trơn. Vòng tua không phải đẩy lên cao các bác nhé, không phải kéo máy nhiều nên là rất tiết kiệm xăng. Máy móc từ bền bỉ, 2007 mà máy còn nổi như thế này, không hề có tiếng gõ của cò bạc các bác nhé. 11,4 lít đường hỗn hợp Toyota Innova, một mẫu xe MPV đa năng. Hơn 200 triệu đồng một mẫu xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật Bản, lại còn biệt đô nữa các bạn. Vâng, vừa rồi em đã review lên sóng tới quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Toyota Innova bản G sản xuất 2007, tư nhân chính chủ, có mức giá đề xuất là 235 triệu đồng. Vâng, 235 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu hoặc quan tâm đến mẫu xe này, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như để được mức giá ưu đãi và hợp lý nhất. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chúc quý vị và các bạn một luôn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công cho cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.